Tiếp tục buổi trưa của ngày mùng 6 nha anh em. Trưa hôm nay em lên quần cho anh em. Quần của Linh Mỹ. Tiếp một cái quần đầu lai là em lên quần thủy quân vàng. Chất vải kaki lưng chun nhá. Cái bụng của nó là 70 và căng hết cỡ là 72 76. 70 căng hết cỡ là 76 và dài quần là 110. 110 nha em. Đó. Mặt này thì ok luôn, không có tí vết và qua bên này cũng không tí vết. Nhưng mà có ở trên này có cái vết gì hồng hồng á. Có cái vết gì ngay chỗ túi nó hồng hồng nhẹ nhẹ một chút nha. Không hiểu sao màu gì. Đó, tất tật thì đều ok hết. Khoan, từ từ. Qua chỗ này này, cái chỗ hồi nãy ở bên này này. Màu hồng hồng đó. Nó cũng dính ở bên này một chút nha. Bên này là hết. Qua bên này. Bên này thì đừng nói hết, vẫn đang còn đây này. Đấy, nó cứ còn mấy cái chỗ hồng hồng ấy. Rồi xuống đây nữa nha anh em. Đây, hồng hồng này. Đấy, hồng hồng nhá. Con này em bán bớt xuống đi. Con này đúng ra là nó đẹp, nhưng mà nó lại dính cái màu hồng này, chả hiểu nó như thế nào. Bán mở hàng con này 300.000 luôn. Bọn em lên 400.000 đây này. Em lên 400.000 đây này. Em bán 300.000 luôn. Mở hàng mã 71 300.000. Tiếp một con hải quân xanh. Chất vải kaki 6 thứ hộp bụng 80 căng hết cỡ là 84. Dài quần 108. Bên này đều và đẹp nha em. Cái này đều đẹp, con này là sử dụng bằng dây kéo nha. Rồi, ở đằng sau mông cũng ok luôn. Sau mông ngon lành cành đào, con này là 93-94%. 350 mã 72. 350.000 mã 72. Tiếp một con Asiu, hàng của Linh Mỹ nha em. Con này có đai đôn này. Bụng của nó là 82, em có thể đôn bằng cái dây này nhé. Đôn về là 77, dài quần là 100 ạ. Dài quần là 100. Đấy, từ trên này xuống đều nhá. Đều và đẹp. Đều và đẹp. Đó, con này là 93-94%, 300.000 mã 79. 300.000 mã 79 ạ. Tiếp một con màu đen kaki mềm. Kaki nhưng mà nó mềm không phải là dày đâu. Con này của Mỹ luôn. 6 thứ hộp caro chứ caro mềm. Bụng là 80, có đai đôn anh em, đôn về 75 được nhé. Dài quần là 106. À, con này nó có mấy chút dơ dơ này, nó nhìn nó loang loang phải không? Nhưng mà nó có vẻ hơi dơ dơ một chút. Anh em giặt giùm em cái nha. Màu đen này gọi là đen đỏ chứ không phải là đen tuyền. Nhưng mà đẹp trai, không có lầm lỗi gì hết. Chốt giùm em 3550 mã 78. Độ mới là 93-94% anh em. Mã 78. Tiếp một cái quần này có đai đôn này. Mất cái nút. Hàng của Mỹ đàng hoàng nha. Chất vải kaki 6 thứ hộp cô đây đôn. Bụng của nó là 100. Anh em có thể bẩn với quần thun một màu á. Màu này và màu đen. Một màu một thôi nha nhé. Đừng có chơi long loang ạ. Dài quần là 108. Rất là đẹp nha. Bẩn đâu thun một màu trắng thì phê luôn. Màu trắng một thì phê luôn. Mới. Rất là mới luôn này. Lâu ngó chừng đấy nha. Rồi con này là mới và đẹp. Lâu ngó chừng đấy rồi nó chảy lan. Chốt giùm em con này giá là 300.000 mã 70. 300.000 mã 70. Tiếp một con áo mưa. Con này của không quân mà nó dơ như con lợn này. Em nhìn thấy cái phần ngoài này nó dơ. Quá dơ luôn.
dơ hầy. Con này tem thì đang là mới salad lông, tem còn mới keng này. Thân bên này thì không có dơ, tà bên này không có dơ, chỗ này có dơ một chút thôi này. Salad là 80 đến 90 kg, cao 1m7 trở lên anh em, chỗ này chỉ dơ như con lợn. Ơi em nhìn thấy chỗ này rất đen xì xì nè, cái mấy cái màu này màu của hóa chất thôi, nó làm ở trong phòng hóa thôi. Ở đây này nha em, chắc chắn là giặt ra mà. Đấy, dơ cái cổ tay này, con này gọi là dơ đất chứ không có đáng kể phải không ạ. Bên này cũng vậy, dơ này. Đấy, tay em sờ vào nó còn dơ luôn. Áo của Mỹ nha, trên này có cái mũ anh em, mình sử dụng thì mở ra, không sử dụng thì cài vào. Dài áo là 82 80 đến 90 kg, cao 1m7 trở lên. Chốt giùm em con này là 600.000 mã 80. 600.000 mã 80. Nói chung áo mưa nhưng không nhất thiết phải bẩn cho vừa đâu anh em ạ. Cứ rộng một chút cũng không sao ha. Mã 80. Chật một chút thì là có sao đó, nhưng mà rộng một chút thì không sao. Tiếp một cái quần này là màu tím. Màu này thì nói chung là mỗi người mỗi sở thích nha. Quần này cũng của Mỹ, mất một cái cúc. Bây giờ tìm cúc đâu bồi. Mất một cái cúc. Rồi cái bụng của nó là 78 và căng kịch hết cỡ mới được 80. Anh em chốt thì nhắc em tìm cho cái cúc nha. Dài 104. Chất vải kaki 6 túi hộp. Ống quần này là tầm 20 thôi. Đều và đẹp. Đều, con này là 93-95%, không có gì hết. Chốt cho em 400.000 mã 77. Đẹp. Nói chung là mỗi phong cách, mỗi cái kiểu nó khác nhau ha. Tùy sở thích của từng người. Anh không hợp nhưng tôi hợp. Thì tôi không hợp nhưng anh hợp. Tiếp một con ACU. ACU của Linh Mỹ. Chất vải caro ạ. Vai của nó là 51. Vai 51 dài 77. Vai 51 dài 77. Trên này đều 350 mã 82. 350 mã 82. Ở đây nó dính một chấm mực rồi này. Có một cái tem này. Con này 93-95% hả? 93-95% nhưng mà dầm tem hơi bị nhiều hả nha. Một tem cờ, hai tem, ba tem, bốn tem và năm cái tem. Năm cái tem này là được 300.000 bởi vì cái cờ 100.000 rồi. Vai là 51 và dài áo của nó là 77. 300.000 tiền tem thì con áo này em sẽ bán cho anh em giá của nó là bao nhiêu đây anh em? 350 mã 83. Mã 82 chứ không phải 83. Con này là 85 kg. Ai ưng chốt giùm em 350 mã 82. Ba trăm năm mươi nghìn mà 82. Tiếp một cái lót M65. Cái lót này nó chữ nó cũng không có được rõ nữa. Medium, size medium. Con này trong ngoài đều nha. Đều hết, không có bị đứt chỉ đoạn nào hết. Đều phân bệnh 10-93-94%. Em bán con này là 450 mã 81.
450 mã 81 size medium nha anh em. Lót áo M số lông. Ai ưng chốt giùm em ha. Không có bị lủng, không có bị đứt chỉ, không có bị gì hết. Tiếp một con M số lông. Cổ nhựa, thân đồng cổ nhựa. Có mũ này. Cái cổ nha anh em. Ở trong này là tem small sock. Small là 60 đến 70 kg. Cao 1m6 đến 1m7. USRB này. Cái đầu cài anh em. Ngon lành nhá. Cái đầu kéo này nó bị mất tay cầm luôn và bay cái này luôn. Anh em chỉ cần cầm cái đầu này kéo lên thôi chứ không có ngoắc được nữa nha. Nó bay luôn cả cái này luôn này. Rồi. Ở trong này là vải búp lên. Dây trên thì còn. Dây dưới thì mất tiêu rồi. Đây là cái nắp túi này. Bên này đều màu nha. Ở dưới like là có watch rồi. Con này lại sốc hơn nữa. Rồi. Ông này ông cắt cha khúc tay này. Ông cắt cái tay này nó chỉ nằm ở ngay đây thôi. Cắt rồi. Ông dán cái này lại. Ông chơi cái áo kiểu áo khoác lửng ạ. Chơi áo khoác lửng. Cắt cha sách nách về chơi luôn anh em. Về không thèm để ông tay này cắt sách nách luôn. Small sock size cực kỳ nhỏ, 60-70kg và cao 1m6 đến 1m7. Vai 50-51, tức là gài lại 50 và bung ra là 51, dài 75. Theo em là quất luôn sắt nách cho nó bùi. Chơi lỡ lỡ như thế này ngứa mắt. Ngứa mắt, cắt sát trên này luôn. Cho nó sốc. Chạy mô tô chơi gì nó cũng ra một cái thông. Cái một cái phong cách nó khác ấy. Chơi lỡ lỡ như vậy thì nó ngu ngố kiểu là quần lỡ trả ra quần lỡ mà sọc trả ra sọc. Cắt lên đến đây luôn, cọc luôn. Đúng không? 6-70kg anh em. Rồi ai ưng chốt con này dùm em. 800.000 mã 76. Đang đẹp nhá. Áo đẹp. Chơi cục tay luôn. Em mà có kéo ở đây em sắp luôn, nhưng cần chờ anh em về sắp nữa. Cắt luôn, ở trong nó cũng cắt mất rồi. Mã 76. Tiếp một cái quần 6, cái hộp màu xám. Chất vải caro màu xám của hãng Pupper. Hãng Pupper có đai đôn lưng nha. Bụng của nó là 100. Chú cho là mẹ ơi. 100 là dài quần là 104. Dài quần là 104 mà chưa like mà thấy cái túi nó tốc ngược lên như thế này. Nó đứt chỉ. Ở đây nó búng chỉ nó tốc ra này. Vết in nút này quát xung quanh túi hết rồi này. Quát rồi nha. In nút này. Đấy. Nói chung là bạc xuống màu. Xuống màu nhưng mà vẫn đang đều màu. Cái đường, mấy cái đường này nhô ra là đều có quát hết rồi nhá. Nhô ra là đều có quát hết rồi đó. Xuống đều màu 85%. Ồ, bán 600.000 mã 75. Chỗ này chân lại cho em cái. Này em đo lại này cái bụng của nó 100 phải không ta? Đúng rồi, quần này bụng 100. Rồi còn hai cái nữa, quần này vải kaki 6 túi hộp. Hàng này của Mỹ. Tem thì đang còn mới medium regular. Tem thì đang còn mới, có đai đôn 6 túi hộp có bao mông. Bụng của nó là 88, anh em đôn về 83 được nhá. Dài quần là 100, 83 100. Ở ngay góc này thì
chưa thấy gì hết. Nói chung con này đều màu, nó có quát nhưng mà nó cũng quát nhẹ nhẹ một chút, nhẹ nhẹ thôi. Chỗ này thì nó bị móc cái sợi vải đây này, nó nổ nổ lên một chút á, chứ có lủng qua nhưng mà nó móc móc sợi vải nó lốc lên. Rồi 700.000 mã 74. Cái lốc này thì đúng ra mà báo cáo chứ anh em nằm ngay trên túi nha. Lốc đây em nhìn thấy được không? Rất là khó phải không? Đấy, nằm ngay cái túi. Đều màu luôn này. Rồi 700.000 mã 74 nha anh em. Kaki 6 túi hộp của lính Mỹ nha. Có một cái cuối cùng nữa là hết này. Cũng là kaki nhưng mà mất hai cái nút. Mất cái nút ở đây, nó cắt cái nút này, nó rách cái vải này luôn này. Thằng này nó chơi ác thì. Cái này là bụng 94 anh em, đôn về được 90. Dài quần 104. 104, từ trên này xuống đều xanh lè, màu ô liu, xanh lè luôn nhá. Cái này cũng xanh lè luôn. 600.000 mã 73. Mất cái nút, thôi bán 500 luôn. À 600 là bằng quần kia này. Quần kia 750 thôi, 600 cho đều, cho công bằng hai con. 600 mã 73. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn anh chị em tối nay 7 giờ nhé. Tối nay anh em có nhu cầu cứ theo dõi like. Em cảm ơn và chào chúc mọi người buổi trưa an lành. Bye.